Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.com. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân. Tập 78. Chương 771, Công Dương Đạo Nhân, Thanh Minh Truy Tùng. Trong lòng Lý Thanh đã có kế hoạch. Rất nhanh, hắn thông qua miếng ngọc đã đem tất cả tin tức của tu sĩ trong phần mộ này đều trả lại. Người này tên là Công Dương Đạo Nhân, sinh ra vào 2 vạn năm trước, là ở thời đại Hoàng Triều cổ xưa. Sinh ra ở chân bảo đạo, cả đời thích nhất hành hiệp trượng nghĩa, sau đó một đường tu hành đến pháp tướng cảnh giới, ở thời đại năm đó cũng là một nhân vật cường đại. Hắn ngẫu nhiên lấy được Già Thiên Thần Y, định lợi dụng món bảo vật này để tránh trường sinh kiếp của mình. Đáng tiếc là kiếp trường sinh của hắn vẫn bộc phát, nghênh đón tồn tại khủng bố không biết. Loại tồn tại này cũng không có trực tiếp phát động công kích đối với hắn, mà là ở chỗ xa xôi không biết tiến hành nguyền rủa đối với hắn. Lực lượng nguyền rủa này xuyên thấu qua Già Thiên Thần Y, cuối cùng hắn gần như tử vong. Trước khi hắn chết, đã cắt đứt tất cả liên hệ có quan hệ với mình, vô thanh vô tức đi tới nơi này, chờ đợi tử vong phủ xuống. Cuối cùng, hắn chết trong quan tài, đồng thời nguyền rủa khiến hắn sinh ra thi biến, lại thêm sự che đậy của Già Thiên Thần Y, khiến hắn luôn yên tĩnh ở lại đây. Sau khi Lý Thanh nắm chắc tin tức của hắn, trong mắt như có điều suy nghĩ. Như vậy kế tiếp sẽ rất đơn giản, phải để Ngọc Linh đạo nhân phát hiện tin tức của nó bình thường. Hắn hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập suy tư nhàn nhạt. Thanh Minh Tử, hắn là đệ tử của Ngọc Linh đạo nhân. Một mực phụng mệnh đi ra ngoài thăm dò tin tức của tu sĩ thần bí thời thượng cổ Công Dương đạo nhân. Trừ hắn ra, Ngọc Linh đạo nhân và mấy vị đệ tử cũng đang làm chuyện này. Bởi vì mệnh lệnh của sư phụ, bọn họ ngay cả chuyện đạo thống tranh phong cũng không thể tham gia. Mặc dù trong lòng có chút oán khí, nhưng cũng không có biện pháp, trong đạo thống là nặng nhất trật tự. Mệnh lệnh của sư phụ chính là trời, một khi cãi lời, thậm chí có nguy hiểm tử vong. Trong đạo thống luôn có mô thức cạnh tranh áp suất cao, cho tới bây giờ tài nguyên đều có hạn. Có một số thông đạo đi thông cảnh giới cao hơn đều bị thượng tầng nắm giữ chặt chẽ, chỉ có thông qua sư phụ mới có thể đạt được cơ hội. Đặc biệt là chân bảo đạo, phương pháp tu luyện của bọn họ đều liên quan đến luyện chế các loại bảo vật. Cần nhiều tài nguyên hơn, mỗi một người muốn có được tài nguyên đều phải trả giá. Lúc này, Thanh Minh Tử đang dựa theo đồ tác, căn cứ tin tức hắn lấy được, chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân tựa hồ đang ở trong tòa thành thị trước mắt này. Tòa thành thị này tên là Phương Thành, ở vào một góc Nam Châu, mấy vạn năm trước vẫn tồn tại, chưa từng di chuyển qua. Toàn bộ Cửu Châu tứ vực có rất nhiều thành thị cổ xưa, chưa từng di chuyển qua, chỉ là hủy tu, tu hủy, có một ít đã bao phủ ở dưới mặt đất. Lúc này, Thanh Minh Tử tìm tới nơi này chính là vì tìm kiếm chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân, tìm kiếm một chút manh mối có thể hắn lưu lại. Mà lúc này Lý Thanh cũng đến nơi, người giấy vạn ảnh đã để lại một bản vẽ bán thành phẩm. Bản vẽ này là dùng gia thú chế tác, lợi dụng nguyện vọng thuật, đã trải qua 2 vạn năm thời gian. Nó tồn tại dưới đất chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân. Chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân đã sớm bị chôn vùi sâu trong lòng đất 3 trượng, mà bản vẽ gia thú này lại nằm trong một khối sàn nhà nơi Công Dương đạo nhân ở. Lúc này, một cỗ lực lượng kỳ diệu, vô thanh vô tức ảnh hưởng đến tinh thần của Thanh Minh Tử. Trong đầu Thanh Minh Tử sớm đã có thêm một ký ức, hắn phát hiện vị trí cũ của Công Dương đạo nhân trong lúc vượt qua kỷ lục trong tông môn. Một tu sĩ chỉ là thần hồn sơ cấp hoàn toàn không thể ngăn cản nguyện vọng thuật của Lý Thanh. Thanh Minh Tử rất nhanh đi tới phía Bắc Phương Thành, phía trên chỗ ở cũ của Công Dương đạo nhân xây dựng một tòa nhà rất lớn, thuộc về một phú thương. Thanh Minh Tử đối với phàm nhân cũng không thèm để ý. Ánh mắt của hắn lóe ra quang huy kỳ diệu xuyên thấu đại địa. Rất nhanh, hắn liền thấy được một mảnh phế tích chôn giấu ở trong bùn đất. Thân thể hơi lập lòe, tràn ngập một cỗ hào quang màu vàng đất, lóe lên chui vào dưới đất, hướng về tòa phế tích kia mà đi. Bùn đất sớm đã hòa làm một thể với phế tích, 2 vạn năm, phần lớn gỗ đã sớm hư thối. Chỉ có một ít gạch cứng rắn cùng mơ hồ có thể thấy hình dáng. Giữa bùn đất và gạch đá đã xảy ra sự ăn mòn lẫn nhau. Thanh Minh Tử vô thanh vô tức đi tới nơi này, ánh mắt của hắn cẩn thận tìm kiếm trong phế tích này. Linh thức không ngừng phun trào,
pháp thuật tìm tòi cũng không ngừng tràn ngập ra, tìm kiếm mỗi một khối nham thạch trong bùn đất này, mỗi một khe hở. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, toàn bộ quá trình cơ hồ không có bất kỳ sai sót nào. Bỗng nhiên, trên mặt hắn lộ ra một tia khiếp sợ, hắn thấy được một thứ đồ vật không thích hợp. Hắn vội vàng vọt tới, lợi dụng pháp lực này đào ra một cái hộp gỗ kỳ quái từ dưới một tảng đá. Hộp gỗ này hết sức kỳ lạ, phía trên điêu khắc đủ loại đường vân kỳ diệu, những đường vân này tựa hồ là cấm chế nào đó. Lúc này, trên một con đường hoa văn xuất hiện một lỗ hổng, tựa hồ là sâu mọt sinh ra lỗ hổng. Chính là lỗ hổng này làm cho cấm chế bảo hộ trên hộp gỗ mất đi hiệu lực, cuối cùng mới khiến cho khí tức trong hộp gỗ phát tán ra. Cầm hộp gỗ, Thanh Minh Tử run rẩy mở nó ra, một tấm da thú rơi vào trong mắt hắn. Khi hắn mở da thú ra, đập vào mắt rõ ràng là một bức địa đồ, trong lòng của hắn kinh hoàng. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, đây chính là phần mộ của Công Dương đạo nhân sao? Trên mặt hắn tràn ngập vui sướng, đem toàn bộ hình ảnh hiện ra trong mắt. Vừa lúc đó, trong không khí bỗng nhiên hiện lên ba động quỷ dị. Một cỗ sương mù kinh khủng xuất hiện ở nơi này, một bàn tay màu đen xuyên qua sương mù, trong nháy mắt liền bắt được gia thú trong tay hắn. Thanh Minh Tử còn chưa kịp phản ứng, gia thú đã biến mất khỏi tay của hắn. Ai? Thanh Minh Tử quát lớn một tiếng, trợn tròn mắt nhìn bàn tay màu đen trong sương mù. Không chút do dự, một đạo kiếm quang sáng ngời trong tay áo đã ầm ầm bay ra. Trong bùn đất nhấc lên một mảnh ánh sáng kịch liệt, hướng trong sương mù chém tới. Nhưng kiếm quang của hắn không chém trúng bất kỳ vật gì, thân ảnh kia lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng Thanh Minh Minh Tử dâng lên một cơn lạnh lẽo kịch liệt, y ý thức được đây là một sự tồn tại nguy hiểm nào đó đang nhìn chằm chằm y. Nghĩ đến nội dung trên bản đồ, sắc mặt hắn lập tức biến đổi, không tốt. Phần mộ của Công Dương đạo nhân đã bị lộ. Chợt lóe hướng về Thiên Tinh Phong mà đi, hắn biết tiếp theo lo lắng nhất sẽ là sư phụ của hắn. Đảo mắt chính là một ngày thời gian, hắn rốt cục chạy tới dưới Thiên Tinh Phong. Hắn điên cuồng hướng trên núi mà đi, trong thời gian ngắn nhất gặp được Ngọc Linh đạo nhân. Ngọc Linh đạo nhân nhìn Thanh Minh Tử hốt hoảng, sắc mặt hơi trầm xuống. Thất kinh như vậy, còn thể thống gì? Đứng vững, từ từ nói. Thanh Minh Tử nghe Ngự Linh đạo nhân răn dạy, trên mặt cũng hơi sửng sốt, tiếp theo vội vàng nói, sư phụ. Tin tức phần mộ Công Dương đạo nhân hình như đã bị tiết lộ. Chương 772, Tinh Hà tới tay, Linh Ngọc trùng kế. Ngươi nói cái gì? Ngọc Linh đạo nhân một bước đã đến trước mặt hắn, một tay đã bắt được bờ vai của hắn. Lúc này khí tức toàn thân Ngọc Linh đạo nhân bừng bừng phấn chấn, tóc đen bay múa, một cỗ khí tức khủng bố từ trên người hắn lan tràn ra. Ánh sáng bốn phía vào giờ phút này tựa như cũng đã ảm đạm xuống, toàn bộ thế giới đều phảng phất trở nên u ám. Phạm vi trăm trượng đều có một cỗ khí tức khủng bố bao phủ. Hai mắt Ngọc Linh đạo nhân đỏ thẫm, tràn ngập vô số tơ máu, mơ hồ những tơ máu này tựa hồ du động trong mắt của hắn. Trong con ngươi của hắn tựa hồ còn có một đôi con ngươi, bị đôi mắt này nhìn, Thanh Minh Tử cả người run lên. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói mau. Lúc này hắn tựa hồ hoàn toàn quên lời nói giáo huấn Thanh Minh Tử chấn định vừa rồi. Thanh Minh Tử lắp bắp nói, ta ở trong giáo ngẫu nhiên thấy được một quyển sách, phía trên ghi lại một số việc của Công Dương đạo nhân. Hắn có một chỗ ở cũ, ở trong một tòa thành Nam Châu, ta ôm tâm lý may mắn đi xem một chút. Tìm được hài cốt và phế tích của hắn dưới đất, lúc tìm thấy một cái hộp gỗ. Trong hộp gỗ kia có một cuộn da thú, phía trên vẽ một bức bản đồ. Nhưng khi ta cẩn thận quan sát, một loại sương mù thần bí bỗng nhiên xuất hiện ở bốn phía xung quanh ta. Dùng một bàn tay màu đen đoạt lấy cuộn da thú trong tay ta. Khi ta ra tay muốn đuổi theo cuộn da thú, thì thân ảnh cùng với thân ảnh trong đó đã biến mất không thấy. Ta cảm giác được một tia khí tức quái dị, đối phương tựa hồ nhìn chằm chằm ta. Thanh Minh Tử lắp bắp nói xong những gì mình trải qua. Ngọc Linh đạo nhân trong nháy mắt tựa hồ nắm được cái gì, trong mắt của hắn tràn ngập hàn quang vô tận. Nhất định là con quái dị mà ta từng đắc tội kia, âm thầm ra tay, cướp đi bản đồ của Công Dương đạo nhân. Không tốt, nó nhất định sẽ cướp đoạt Già Thiên Thần Y, cắt đứt hy vọng của ta. Ngươi có ghi chép lại hình ảnh trên bản đồ không? Ngọc Linh đạo nhân nhìn Thanh Minh Tử với ánh mắt hung ác. Thanh Minh Tử vội vàng gật đầu, ta nhớ rồi. Ngọc Linh đạo nhân không nói bất kỳ lời thừa thãi nào,
một bàn tay đã trực tiếp vỗ lên đỉnh đầu của hắn. Một cỗ pháp thuật kỳ diệu mãnh liệt tuôn ra, Thanh Minh Tử vong hồn đại mạo, kịch liệt giãy giụa. Sư phụ, không muốn, sư phụ. Nhưng cầu xin tha thứ của hắn không có bất kỳ tác dụng nào, sức mạnh của Ngọc Linh đạo nhân đã xuyên thấu hồn phách của hắn, cứng rắn rút ra một bức hình ảnh từ trong hồn phách của hắn. Trong nháy mắt nhìn thấy hình ảnh này, Ngọc Linh đạo nhân đã lóe lên xông ra khỏi Thiên Tinh Phong, ngay cả tinh hà chi thủy trên ngọn núi cũng hoàn toàn không thèm để ý. Trong lòng hắn chỉ có Già Thiên Thần Y, thứ này liên quan đến việc hắn có thể đột phá trường sinh hay không, tất cả những thứ khác đều có thể để sau lưng. Ngay cả Thanh Minh Tử truyền tin tức cho hắn cũng là vẻ mặt si ngốc, mờ mịt ngồi ở trên đỉnh Thiên Tinh. Ngay khi Ngọc Linh đạo nhân vừa rời đi, thần minh do Lý Thanh biến thành đã lặng lẽ đến nơi này. Lúc này hắn đã mặc vào Già Thiên Thần Y, trên đầu đội mũ không thể nhớ. Giơ tay điểm một cái, một cỗ pháp lực kỳ dị tràn vào cấm chế bốn phía trên đỉnh Thiên Tinh Phong. Một cỗ lực lượng bàng bạc, từng chút tan rã cấm chế, rất nhanh xây dựng ra một cái thông đạo. Lý Thanh bước vào một bước, bước vào trong một tòa trận pháp. Tòa trận pháp này cũng không cách nào ngăn cản hắn, hắn ở trong tiết điểm của trận pháp nhẹ nhõm xuyên qua, lóe lên mấy cái liền vô thanh vô tức tiến vào chỗ sâu trong trận pháp. Hắn xuất hiện bên cạnh Thanh Minh Tử, hết thảy đều là tay chân của hắn. Bao gồm cướp giật cuộn da thú từ trong tay Thanh Minh Tử, cũng là hắn thông qua tận thế mê vụ tuyệt siêu phàm cùng nhân đạo bất bại pháp thể biến hóa thành. Lúc này, hắn lướt qua Thanh Minh Tử đi thẳng tới trung ương đỉnh núi. Trung ương có một cái bệ đá, bốn phương tám hướng bệ đá này đều viết chi chít thần bí chú ngữ, tràn ngập một loại lực lượng kỳ diệu, hội tụ nhật nguyệt tinh quang trên bầu trời. Nhật nguyệt tinh quang điên cuồng hội tụ trên bệ đá, chỗ đó hội tụ từng giọt chất lỏng thần bí, tạo thành một ao nước nhỏ ở chỗ lõm trên đỉnh bệ đá. Đài đá này có bốn phương tám hướng tung hoành không quá ba thước, đường kính ao nước trong đó ước chừng cũng chỉ hai thước. Toàn bộ ao nước mỏng manh chỉ có một tầng, có thể nhìn thấy. Bên trong là nước tựa như vũ trụ sao trời. Đây chính là tinh hà chi thủy thần bí khó lường, sắp sửa luyện chế một ao tinh hà chi thủy như vậy, ít nhất cần thời gian 10 năm. Thuộc về một loại pháp tài vô cùng thưa thớt, cơ hồ chỉ có các đại đạo thống mới có năng lực luyện chế. Nhìn một hồ nước ngân hà trước mắt, trong lòng Lý Thanh tràn đầy vui sướng. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, một cỗ lực lượng kỳ diệu mãnh liệt tuôn ra, trong nháy mắt hút tinh hà chi thủy vào trong túi trữ vật. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập vui sướng nhàn nhạt. Thu thập xong nguyên liệu đầu tiên, Lý Thanh xoay người đi xuống Thiên Tinh Phong, ánh mắt nhìn thoáng qua Thanh Minh Tử đang quỳ rạp xuống đất. Khẽ lắc đầu, người đáng thương. Đây chính là đạo thống, không có nhân tính, đệ tử của mình cũng có thể tùy ý hy sinh. Nhìn dáng vẻ của hắn, chỉ sợ cách dị hóa cũng không xa. Lý Thanh vẫn luôn quan sát, đương nhiên hắn thấy biểu hiện của Linh Ngọc đạo nhân khi ép hỏi Thanh Minh Tử. Lý Thanh lắc đầu, rời khỏi Thiên Tinh Phong, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Rất nhanh hắn đi tới một địa phương an toàn, đồng thời đem Già Thiên Thần Y cùng vẻ mặt không thể nhìn thấy lấy xuống. Hắn yên lặng cảm nhận trạng thái của thân thần minh, thân thần linh trở nên hơi hỗn loạn, cảm giác tồn tại yếu hơn một chút, còn thiên cơ biến hóa không có ảnh hưởng gì. Khẽ gật đầu, hai món này quả nhiên thích hợp với ta nhất. Minh Kính Hồ, một luồng sáng lướt qua bầu trời. Tiếp theo mang theo tốc độ cực hạn, trực tiếp rơi vào dưới Minh Kính Hồ. Chính là Linh Ngọc đạo nhân từ Thiên Tinh Phong mà đến, lực lượng cuồng bạo từ trên người hắn tràn ngập ra. Các loại lực lượng tìm tòi hướng về bốn phương tám hướng mà đi, tìm kiếm tất cả tin tức trong hồ nước này. Là cường giả pháp tướng của phái cũ, hắn nhanh chóng bắt được một số dấu vết trong hồ nước. Không chút do dự, trực tiếp xông vào một động quật dưới mặt đất, mấy hơi thở sau đã đi tới trước một cánh cửa lớn. Lực lượng khổng lồ trực tiếp bộc phát, đem đại môn đánh xuyên qua, thanh âm như huyễn ảnh xông vào trong đó. Tóc đen của Ngọc Linh đạo nhân bay múa, chỉ trong chốc lát đã đến phần cuối huyệt mộ của Công Dương đạo nhân. Khi hắn nhìn thấy Thạch Quan đứng ở giữa, cả người đều hưng phấn phát run. Một luồng pháp lực từ trên người hắn lan tràn ra, hóa thành một bàn tay hư ảo màu xanh, trực tiếp bắt lấy nắp quan tài. Răng rắc. Bên trong là một cỗ thi thể, nhưng trên thi thể cũng không có mặc Già Thiên Thần Y, hơn nữa trên cổ thi thể rõ ràng có một khe hở. Thấy cảnh này, sắc mặt Ngọc Linh đạo nhân nhất thời trắng bệch, không. Tiếng kêu thê lương gần như từ trong miệng của hắn vang lên, lực lượng kinh khủng ở trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp bao phủ toàn bộ huyệt mộ. Đáng chết.
Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 773, Tỉnh Ngộ, Khó Vãn, Hẻm Núi Tây Mạc. Lực lượng kinh khủng trong chớp mắt đã lật tung toàn bộ đáy hồ. Lực lượng pháp tướng cảnh giới là mênh mông như thế, chỉ trong nháy mắt, liền dường như tạo thành lực hủy diệt giống như thiên tai. Tóc đen bay múa, lúc này Ngọc Linh đạo nhân cơ hồ tức giận đến sôi trào, toàn thân đều đang phát run. Hắn chạy ra khỏi đáy hồ, xuất hiện ở trên không minh kính hồ. Tại sao? Tại sao lại không có ở đây Già Thiên Thần Y? Lúc này hắn hoàn toàn lâm vào cuồng nộ. Hắn cũng không phát hiện ra những xúc tu vặn vẹo như huyết sắc trong mắt mình đang không ngừng chấn động. Giống như muốn chui ra khỏi ánh mắt của hắn. Tóc đen bay múa, dường như cũng bỗng nhiên dài hơn 1/3. Pháp lực dao động kịch liệt tràn ngập bốn phía, bầu trời đều hội tụ một đám mây đen, phạm vi 10 dặm một mảng áp lực. Thật lâu sau, hắn mới nuốt xuống phẫn nộ thật sâu. Ánh mắt của hắn tràn ngập hàn quang, trong đầu cấp tốc suy tư, tại sao lại như vậy, có người lấy đi Già Thiên Thần Y trước một bước. Trong nháy mắt, thần sắc hắn bỗng nhiên cứng đờ, ánh mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Nhưng bốn phía rất bình tĩnh, cũng không phát sinh hiện tượng dị thường gì. Dường như cũng không phải là con quái dị kia đang nhìn chằm chằm vào ta, nếu như là nó, thì đã sớm bố trí cạm bẫy rồi. Không tốt, Ngọc Linh đạo nhân bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, đột nhiên nhìn về phía Thiên Tinh Phong. Trong lòng cuồng loạn, chợt lóe liền hướng về Thiên Tinh Phong mà đi. Tốc độ của hắn nhanh như thiểm điện, ngắn ngủi mười mấy hơi thở, cũng đã vượt qua trên trăm dặm, trở lại bầu trời Thiên Tinh Phong. Trở về đỉnh núi với tốc độ nhanh như chớp, khi hắn nhìn thấy bãi nước trống không có vật gì trên bệ đá thì trên mặt lộ ra phẫn nộ vô biên, cả người như bị sét đánh. A, ta muốn giết ngươi, tiểu tặc. A, đau chết ta. Lúc này Ngọc Linh đạo nhân đã hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng, hắn rốt cuộc không áp chế được sát khí cùng xung động trong lòng. Pháp thuật kinh khủng không cần tiền, đồng dạng hướng về bầu trời oanh khứ, phương viên 10 dặm, một mảnh thiên tượng biến hóa, sấm sét vang dội, mưa gió cùng mình. Một màn vô cùng kinh khủng này để cho phương viên 10 dặm giống như tiến nhập tận thế. Lúc này, tóc sau lưng Ngọc Linh đạo nhân tựa hồ bắt đầu xảy ra biến dị, sinh trưởng ra chất thịt quỷ dị. Ngọc Linh đạo nhân đang phẫn nộ gần như điên cuồng, ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía đệ tử quỳ rạp xuống đất ở một bên. Thanh Minh Tử vẫn một mặt si ngốc, sao ngươi không chết đi? Thanh âm phẫn nộ từ miệng Ngọc Linh đạo nhân vang lên. Vô số tóc dài đã bao phủ Thanh Minh Tử. Rắc rắc rắc. Thanh âm phảng phất như đang nhai nuốt trong không khí, hắn hoàn toàn biến mất trong tóc của Ngọc Linh đạo nhân. Ngọc Linh đạo nhân hít một hơi thật sâu, trên mặt hắn mang theo một tia đỏ ửng không hiểu, thở ra một ngụm chọc khí thật sâu. Mái tóc dài vặn vẹo chậm rãi trở về, vô số huyết văn như xúc tu trong mắt, hắn cũng chậm rãi biến mất. Hắn tựa hồ lại khôi phục bình thường, chỉ là khí tức của hắn trở nên càng thêm âm lãnh. Hắn bắt đầu yên lặng suy tính, nhưng rất nhanh sắc mặt biến đổi, càng trở nên âm trầm. Nhân vật nào mà có phương pháp che giấu thiên cơ cường đại như vậy? Ngọc Linh đạo nhân cảm thấy chuyện này tràn ngập quỷ dị, giống như tất cả hành vi của mình đều nằm trong lòng bàn tay của người khác. Hắn lắc đầu nói, ta nhất định sẽ tìm được ngươi, chợt lóe rời khỏi Thiên Tinh Phong. Lúc này Lý Thanh đã xuất hiện ở cách đó trăm dặm, nước của tinh hà cũng đã bị người giấy vạn ảnh lấy đi, đưa đến vị trí hiện giờ của Lý Thanh. Hiện tại đã tới bên ngoài thành Thiên Thanh, tuần tra một địa phương an toàn lẳng lặng ẩn giấu, thời khắc giám thị động tĩnh của tất cả thế lực. Hiện tại thu thập xong tinh hà thủy, bước tiếp theo phải bắt đầu thu thập thiên chi huyết. Vị trí của thiên chi huyết cũng đã được xác định từ lâu. Đây là một loại tài liệu phi pháp, sản xuất từ một địa phương thập phần nguy hiểm, mà nơi này nằm ở Tây Mạc. Tây Mạc là một nơi có sa mạc, nhưng cũng có số ít ốc đảo trở thành nơi sinh sống sinh sôi, nơi đó cũng là nơi nắm giữ Phật môn. Tây Mạc hoang vu, cho nên muốn đi qua nhất định phải rất cẩn thận. Vạn dặm sa mạc, từ địa phương xa xôi có thể sẽ bị người phát giác được. Thần Minh lặng lẽ không tiếng động đi về phía Tây Mạc, đi về một nơi. Đó là một hẻm núi thần bí, hẻm núi này được gọi là Tử Vong. Sở dĩ có cái tên này là bởi vì nơi đó không có sinh mệnh gì cả. Chỗ kinh khủng nhất của phiến hạp cốc kia là ở chỗ khắp nơi đều tràn ngập khe hở thời không khủng bố. Thậm chí bên trong đều là một thời không khác, một thời không vỡ vụn phủ đầy vô số mảnh vụn.
Thiên Chi Huyết trong truyền thuyết chính là từ trong đó thai nghén ra. Có thể đặt tên là cái tên này đương nhiên là có nguyên nhân, chỉ có điều miếng ngọc hình như không có bắt được tin tức cụ thể. Mất khoảng nửa ngày, Lý Thanh đã tới biên giới của hạp cốc này. Hắn cúi đầu nhìn phía dưới hẻm núi, phía dưới là một mảnh hỗn loạn. Sương mù thời không mông lung và ánh sáng, đây là hiện tượng hỗn loạn, vặn vẹo ánh sáng sinh ra. Đồng thời, nơi này hỗn hợp một ít khí thể kỳ diệu không biết, để cho mảnh hẻm núi này lộ ra thập phần dị thường. Chiều dài của khe núi này uốn lượn khúc chiết, ít nhất lan tràn ra trên 100 cây số, mà độ rộng của khe núi chí ít cũng có tổng cộng trở lên, về phần chiều sâu, căn bản không thể đoán được. Muốn từ sâu trong lòng đất tìm được mục tiêu cũng không dễ dàng. Nơi này thường xuyên xuất hiện một số cường giả nguy hiểm, lúc này trên người Lý Thanh khoác lên mình một bộ áo che thần, trên đầu đội một chiếc mũ không thể nhớ. Nơi này là địa bàn của Phật môn phương Tây, hắn cũng không muốn bị người Phật môn chú ý tới. Dưới chân hắn tràn ngập người giấy bách ảnh, 100 người giấy bách ảnh dán sát biên. Dưới hẻm núi đi xuống phía dưới, bản thể của Lý Thanh thì bắt đầu vẽ bản đồ dò xét của người giấy bách ảnh. Trong hạp cốc tràn ngập thời không hỗn loạn ba động, thỉnh thoảng sẽ có thời không xuất hiện khe hở. Người giấy bách ảnh cũng cẩn thận thăm dò, bởi vì chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ bị cuốn vào trong đó trực tiếp tiêu vong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên bầu trời xa xa, một bóng người chậm rãi lướt qua. Đó là một hòa thượng mặc áo cà sa màu đen, cà sa của hắn dường như được may bằng hơn 100 tấm da khác nhau. Một khuôn mặt gầy gò, trong ánh mắt có một loại âm trầm khó hiểu. Lúc này, hắn đi tới bầu trời phía trên hẻm núi, lóe lên liền chui vào, toàn thân tràn ngập một cỗ quang huy màu đen. Trong quang huy tựa hồ có rất nhiều kim cương Phật Đà đang lóe lên, chỉ là những kim cương Phật Đà này hoặc ngồi hoặc nằm, toàn thân đen kịt, gầy còm dị thường, tựa như một cái thi thể. Thời không dao động bốn phía rơi vào trên ánh sáng màu đen này, kích thích từng tia nổ đùng kịch liệt, nhưng cũng không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với người này. Lúc này, Lý Thanh cũng quan sát được sự tồn tại của hắn, nhưng đối phương cũng không phát hiện ra hắn. Đối phương là một tu sĩ cảnh giới pháp tướng, Lý Thanh liếc mắt một cái đã nhìn ra thân phận của đối phương, thi nghiệt tự chủ, thi linh tôn giả. Chương 774, thời không hỗn loạn, vết thương quỷ dị. Tôn giả là xưng hô pháp tướng Phật môn, cao hơn một bước là La Hán, kiếp cảnh chính là Bồ Tát. Sao hắn lại tới đây? Chẳng lẽ cũng là vì Thiên Chi Huyết? Hơi suy tư, Lý Thanh lắc đầu không quan tâm nữa, mà là toàn tâm toàn lực chú ý đều ở trên người giấy bách ảnh, yên lặng quan sát hình ảnh bọn họ thăm dò được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh dọc theo biên giới hẻm núi, người giấy bách ảnh đã tìm tòi một vòng. Bên trong hẻm núi hiện lên vô số dao động thời không, người giấy bách ảnh không thể tới gần, chỉ có thể phác họa ra hình ảnh trong phạm vi một trượng của vách đá hẻm núi. Nhưng Lý Thanh vẫn thông qua những tin tức này để nắm được sự huyền bí của toàn bộ hình ảnh, lợi dụng miếng ngọc để suy đoán ra đại khái vị trí của Thiên Chi Huyết. Lý Thanh chậm rãi bước ra, cả người tràn ngập sương mù tận thế, im hơi lặng tiếng đi tới khu vực phía đông của hẻm núi. Hắn đi tới bên trong hạp cốc, bốn phía thỉnh thoảng lóe lên thời không dao động, hắn cẩn thận đi tới. Thập phương ánh chiếu quan vô lượng thời khắc khóa chặt hết thảy ba động trong phương viên 10 trượng. Một khi có bất kỳ nguy hiểm nào giáng xuống, hắn đều sẽ lập tức thoát ly. Bốn phía là sương mù mông lung, còn có hỗn loạn thời không chấn động, đồng thời cũng sẽ xuất hiện một ít thứ không biết. Lúc này, một thứ giống như sương khói màu trắng vô hình xông vào trong tận thế mê vụ. Nó tựa hồ cảm giác được nơi này khác biệt, sương khói màu trắng đột nhiên sinh ra xúc giác sương khói màu trắng, tràn ngập đến trong sương mù. Tận thế, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì? Một quả đấm màu vàng từ trong sương mù tận thế đánh ra, trực tiếp xé rách đoàn xương trắng này, chấn động kịch liệt trong nháy mắt đã ma diệt nó từ đầu tới đuôi. Một viên tinh khí thạch cấp chú rơi vào tay Lý Thanh, nhanh chóng được thu vào. Đây đã là con quái dị thứ 10 mà hắn gặp phải, có mạnh có yếu, nhưng đều không ngoại lệ, gần như đều là tồn tại vô hình, nhưng tất cả bọn chúng đều không thể phát hiện sự tồn tại của hắn. Lý Thanh chậm rãi thăm dò khu vực này, nơi này trên dưới bốn phương, ngoại trừ lực hút ra thì gần như không có bất cứ thứ gì có thể nhìn được phương hướng. Cách một trượng là một mảnh mơ hồ, tia sáng vặn vẹo che đậy hết thảy. Lý Thanh cẩn thận đi tới, tìm kiếm vật chất có khả năng là máu của thiên. Bỗng nhiên, hắn dừng bước, trước ngực của hắn xuất hiện một cái khe thời không.
nhưng khe nứt này bị Già Thiên Thần Y chặn lại. Là một vật logic còn sót lại, bản thân vật còn sót lại này là gần như không thể phá hủy, chí ít lực lượng cấp bậc logic thấp hơn so với diễn sinh, không có khả năng phá hủy nó. Đây cũng là một món bảo vật phòng hộ thiên nhiên, Lý Thanh nhìn một khe hở thời không vô hình trên ngực cảm khái nói. Bởi vì chạm vào Già Thiên Thần Y mới có thể hiển lộ ra. Ngay tại thời điểm hắn cẩn thận quan sát, một con mắt vô hình bỗng nhiên xuất hiện ở sau lưng khe hở thời không. Ọt ọt, ọt ọt, ọt ọt. Phảng phất thanh âm trong minh minh, một cái lại một cái con mắt xuất hiện sau khe hở thời không. Những con mắt này đều thấy được trên người Lý Thanh. Vẻ mặt Lý Thanh hơi cứng đờ, tiếp theo nhanh chóng rời thân thể đi, tránh khỏi khe hở thời không này. Nhưng hắn có thể cảm giác được, những con mắt trong khe nứt vẫn đang ngó chừng hắn. Trong những ánh mắt này tràn đầy ác ý không chút che giấu, tựa hồ muốn giết chết hắn. Khe hở thời không nhiều loại, có một ít địa phương liên tiếp với những điều không biết, tựa hồ có thể nhìn thấu Già Thiên Thần Y trên người hắn. Lý Thanh chậm rãi hạ xuống, mất hết nửa ngày, cuối cùng hắn cũng chạm vào mặt đất. Mặt đất là một mảnh đất cát màu đen, trên những cát màu đen này tràn ngập một loại âm lãnh không hiểu. Trong nháy mắt đụng vào, có một cỗ hàn khí âm lãnh từ lòng bàn chân xông thẳng vào trong lòng. Lý Thanh khẽ cau mày, cẩn thận đánh giá những hạt cát này. Cúi đầu bắt một cái, cảm giác tay cứ như thể đông cứng lại vậy, lực lượng lạnh như băng đang lan tràn. Nhân đạo bất bại pháp thể khẽ run lên, băng hàn trong tay lập tức chấn vỡ. Hạt cát màu đen bị hắn ném xuống đất, nhíu nhíu mày, tiếp tục bắt đầu tìm tòi. Bởi vì trên hạt cát hiện đầy lực lượng lạnh như băng, người giấy bách ảnh cũng không cách nào thả ra. Lý Thanh chỉ có thể dựa vào đôi mắt của mình để tìm kiếm. Đồng thời, hắn đang cảm giác thời không ba động bốn phía. Hắn loáng thoáng cảm giác được những chấn động thời không này tựa hồ có chút bất thường. Thời không chấn động tựa hồ có mạnh có yếu, đặc biệt là một ít khe hở thời không rất rõ ràng. Càng đi về một phương hướng, khe hở thời không càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Lý Thanh yên lặng đi tới, hắn đi về phía càng nhiều khe hở thời không, thiên chi huyết lại ở nơi này. Hiển nhiên là bởi vì những khe hở thời không này, theo đạo lý mà nói, địa phương càng hỗn loạn càng có khả năng xuất hiện. Cẩn thận thăm dò, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Chớp mắt lại qua nửa ngày, Lý Thanh để lại dấu hiệu bên ngoài, hắn có thể cảm nhận rõ ràng khoảng cách giữa mình và dấu hiệu đạt tới hơn 100 dặm. Xem ra trong hẻm núi này có thời không độc lập, thời không bị áp xúc. Tuy rất hỗn loạn, nhưng loại áp xúc này vẫn có thể duy trì. Loại lực lượng này thật đáng sợ. Thấy mầm biết cây, Lý Thanh đã trải qua không ít chuyện. Có thể duy trì áp xúc thời không trong phạm vi 100 dặm này, loại uy lực này chỉ sợ tu sĩ trường sinh cũng không thể có được. Rốt cục, phía trước bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hoàn cảnh xung quanh trở nên đỏ tươi, màu đỏ này tràn ngập một loại lạnh như băng không hiểu, lại có một loại nhiệt độ tâm linh cực nóng. Biến hóa kỳ quái khiến Lý Thanh cảnh giác. Dần dần, hắn nhíu mày, cát sỏi màu đen trên mặt đất bắt đầu xuất hiện biến hóa. Từng sợi chất thịt giống như mạch máu xuất hiện trên mặt đất, càng đi vào bên trong, những vật thể chất thịt này càng tráng kiện, màu sắc càng đỏ tươi, mặt ngoài cũng là đủ loại khác biệt. Mặt ngoài có chút mạch máu sinh trưởng một ít khối thịt, cũng có một ít sinh trưởng ở mắt miệng, con mắt không chỉ chuyển động, miệng còn đang đóng lại. Còn có một số cánh tay, móng vuốt sắc bén sinh trưởng dị dạng, các cơ quan của các loại sinh vật đều có thể nhìn thấy từ những thứ như huyết quản chất thịt này. Càng đi về phía trước, càng là một mùi tanh hôi khổng lồ đập vào mặt, sắc mặt Lý Thanh càng thêm ngưng trọng. Bốn phía thỉnh thoảng lại có khe hở thời không lóe lên, thường xuyên sẽ khiến hắn dừng lại đi một chút, thời gian lại trôi qua nửa ngày. Đi thêm ít nhất hơn 30 dặm nữa, Lý Thanh mới dừng bước. Một màn xuất hiện trước mắt khiến hắn vô cùng chấn động. Một cái khe thật lớn trống rỗng xuất hiện ở phía trước, cái khe này dài chừng vài chục trượng. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy, khe hở này là một vết thương thật lớn, miệng vết thương có thể nhìn thấy máu thịt thối nát cuồn cuộn. Vô số mạch máu thịt cùng tứ chi quái dị đều sinh trưởng từ bên cạnh vết thương này. Nhưng vết thương này lại đột nhiên xuất hiện như vậy, căn bản không nhìn thấy chủ nhân của vết thương rốt cuộc là cái gì. Vết thương trông rất khô, chỉ có sâu trong vết thương là thấy máu đỏ tươi. Nhìn thấy cảnh tượng quái dị này, trong lòng Lý Thanh có một loại dự cảm khó hiểu. Thứ này tuyệt đối không bình thường.
Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 775, Thiên Chi Huyết, trong Loạn Thạch Sơn. Bản thể của Lý Thanh đã lấy cuốn sổ ghi chép ra bắt đầu viết. Bản cũ, vết thương thần bí. Tại Tây Mạc Tử Vong Hạp Cốc Sâu, trung ương vô số hỗn loạn thời không có một vết thương dài đến vài chục trượng. Vết thương này bỗng dưng xuất hiện ở đây, cũng không có nhìn thấy bản thể của vết thương. Chỉ có thể nhìn thấy vết thương lan tràn ra rất nhiều huyết nhục, ở sâu bên trong dường như có một tia huyết dịch đang lóe lên. Chẳng lẽ đó chính là thiên chi huyết? Vết thương này là của thiên. Bản mới, huyết tụ của thiên. Đây là vết thương của thế giới, bắt nguồn từ thời đại cổ xưa. Bản chất là một trận chiến tranh, thiên ngoại lai và thiên của bản thế giới đã xảy ra chiến tranh. Bổn thế giới bị giết chết, thi thể của nó ngủ say trong cửu châu, vết thương này chính là một bộ phận của thi thể. Máu trong vết thương chính là máu của thiên. Nhìn thấy tin tức trên miếng ngọc được hoàn trả lại như cũ, trên mặt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tin. Thiên của bản thế giới bị giết chết, thì ra còn từng xảy ra chuyện như vậy. Nhìn vết thương thần bí này, Lý Thanh khẽ cau mày. Miệng vết thương và hắn cách chừng 10 trượng, mà khu vực 10 trượng này, phụ cận vết thương hiện đầy các loại lỗ hổng thời không. Những lỗ hổng này lít nha lít nhít, tựa như một tấm lưới, bất kỳ sinh vật nào tới gần đều sẽ bị cắt thành mảnh vụn. Trong lòng Lý Thanh khẽ động, một luồng sức mạnh kinh khủng từ trong vết thương nổ tung, một bóng người toàn thân tràn ngập ánh sáng màu xám đang lao ra. Người tới chính là Thi Linh Tôn Giả, không biết vì sao hắn xuất hiện ở nơi này. Trong bốn phía vết thương có vô số huyết nhục đang điên cuồng lao ra, từng đạo gân thịt vặn vẹo rơi vào trên người của hắn, điên cuồng muốn bắt lấy hắn. Nhưng tất cả công kích đều không hề có hiệu quả, hắc quang quanh thân hắn phảng phất như lực lượng đáng sợ nào đó. Bất kỳ xúc tu hoặc là cơ thịt tiếp xúc đến đều sẽ lập tức khô héo xuống hoặc là trực tiếp bị chấn nát. Cuối cùng, hắn thành công xông ra khỏi vị trí vết thương, hóa thành một đạo lưu quang màu đen, hướng về phương xa mà đi. Lý Thanh yên lặng nhìn, trong mắt hắn lộ ra một tia suy tư. Quả nhiên, trong vết thương này không đơn giản như vậy, những cơ bắp cùng xúc tu mỗi một cây uy lực cũng sẽ không thấp hơn tu sĩ thần hồn. Thi Linh Tôn Giả thi triển chính là đạo lý pháp tướng cảnh giới mới có thể miễn cưỡng xông qua. Nhìn dáng vẻ của hắn, tiêu hao cũng không ít, nếu không cũng sẽ không vừa lao ra liền lập tức đào tẩu. Nhưng mà, hiện tại ta mặc giả thiên thần y, không biết huyết nhục hôm nay có thể ý thức được sự hiện hữu của ta hay không. Sau khi suy nghĩ một chút, Lý Thanh vẫn không hành động thiếu suy nghĩ. Hắn cũng không hy vọng giả thiên thần y bởi vì một lần thất lạc ngoài ý muốn. Đây chính là một vật vô cùng trọng yếu, tương lai cũng có phương hướng lợi dụng trọng đại. Một người giấy vạn ảnh, từ bản thể của Lý Thanh bay đến, mang theo lá bùa mượn lực phong ấn chiến hồn con rối. Một ngày sau, ở cửa vào Tử Vong Hạp Cốc, thần minh của Lý Thanh lấy được tá lực phù. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Lý Thanh lại đi về phía bên trong hẻm núi. Đảo mắt lại hai ngày nữa trôi qua, hắn đã đến vị trí vết thương. Nhìn vết thương khổng lồ này, Lý Thanh hít một hơi thật sâu, đi nhanh về phía nó. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã đi tới trước mặt vết thương. Hắn luôn cảnh giác, nhưng máu thịt xung quanh vết thương dường như không nhận ra sự tồn tại của hắn. Lý Thanh lẳng lặng trôi nổi, chậm rãi bay vào trong trung tâm vết thương, không chạm vào bất cứ máu thịt nào ở xung quanh. Hắn cẩn thận quan sát, thời gian từng giây từng phút trôi qua, huyết nhục bốn phía khẽ rung động, nhưng tựa hồ thật không có phát hiện sự tồn tại của hắn. Trong lòng Lý Thanh không khỏi nhẹ nhõm, tác dụng của giả thiên thần y này thật đúng là kinh người. Lại có thể giấu giếm được thiên huyết nhục tử vong này. Nhưng mà xác suất lớn là bởi vì đẳng cấp của huyết nhục này rất thấp, thời gian dài rằng giặc, lực lượng của nó đã hạ thấp đến một điểm thấp. Trong mắt Lý Thanh lóe lên sắc thái kỳ diệu, cuối cùng thì Lý Thanh cũng đi tới vị trí có huyết quang lập lòe. Sâu trong vết thương 10 trượng, có một vị trí lõm xuống, trong này có một bãi máu lớn chừng nắm tay. Máu tươi này đỏ thẫm vô cùng, có một loại lực lượng kỳ diệu mà tà dị lấp lóe ở trong đó. Nhìn máu tươi trong đó, ánh mắt Lý Thanh khẽ nhíu lại. Dưới chân hắn có một người giấy vạn ảnh mang tính thăm dò thoát khỏi sự tồn tại của hắn, nhưng tiếp theo trong nháy mắt, một cái mầm thịt từ bên trái bay ra. Trực tiếp biến thành một cánh tay mọc đầy lân phiến, trong nháy mắt liền bắt lấy người giấy vạn ảnh này. Trong nháy mắt tiếp theo, đã xé nó thành mảnh nhỏ. Người giấy vạn ảnh căn bản không thể che giấu được,
tất cả máu thịt trong này dường như đều nhạy bén dị thường. Lý Thanh nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi nhíu mày, trong ánh mắt tràn ngập suy tư. Hắn vung tay lên, một cỗ lực lượng nhàn nhạt bộc phát, một mảnh cấm chế đã vô thanh vô tức tràn ngập về phía đoàn huyết dịch này. Huyết dịch nhanh chóng bị cấm chế trói buộc, tiếp theo biến thành một quả cầu to bằng nắm tay. Lực lượng xuất hiện lập tức khiến bốn phía huyết nhục rung động. Từng mầm thịt bắn ra, biến thành huyết nhục cánh tay cùng xúc tu, điên cuồng hướng đoàn lực lượng kia quét tới. Ngay trong nháy mắt này, quả cầu màu máu đột nhiên biến mất trong tay áo Lý Thanh, bên trong có túi chữ vật. Khí tức của quả cầu màu máu biến mất, nhưng những tứ chi huyết nhục này lại điên cuồng huy động, tìm kiếm tung tích khí tức bốn phương tám hướng. Còn Lý Thanh thì nhanh chóng lùi lại, tránh được những tứ chi máu thịt đang vung vẩy này. Những huyết nhục tứ chi đáng sợ này, hắn đã tự mình cảm nhận qua, một khi bị cuốn lấy, thần minh của hắn muốn thoát thân cũng rất khó khăn, chỉ có chiến hồn khôi lỗi mới có thể giúp hắn thoát khỏi trói buộc. Rốt cuộc, hắn cũng an toàn rời khỏi vết thương của thiên chi thần bí này một cách thuận lợi. Cẩn thận chú ý rời xa nơi này, chuyến đi này cũng không nguy hiểm, cuối cùng Lý Thanh cũng lấy được thiên chi huyết mà hắn cần. Hắn trở lại tử vong hạp cốc, một người giấy vạn ảnh cầm lấy thiên chi huyết phong ấn rời khỏi nơi này, bao gồm tá lực phù trong tay. Lý Thanh nhìn về phía đông, kế tiếp là địa chi hồn. Địa chi hồn ở sâu trong lòng đất, muốn đi qua chỉ có đi loạn thạch sơn đông hoang. Lý Thanh nhanh chóng rời khỏi nơi này, đi về phía loạn thạch sơn. Từ Tây Mạc đến Đông Hoang, ước chừng phải xuyên qua toàn bộ Cửu Châu, tốn hết 5 ngày để chạy đi với tốc độ cao nhất, dưới tình huống không có bất kỳ thời gian lãng phí nào mới đến Đông Phương. Đông Hoang Loạn Thạch Sơn giáp giới Đông Châu, nằm ở một khu vực hướng Nam. Loạn Thạch Sơn là một địa hình hết sức đặc thù, nơi này sinh trưởng rất nhiều dãy núi hỗn loạn. Những dãy núi này đều được chế tạo từ nham thạch, bên trong dãy núi có rất nhiều hang động. Những động quật này thông suốt bốn phương, không ai biết tại sao lại xuất hiện những địa phương này. Thường xuyên có thể nghe được tiếng gió gào thét quỷ dị truyền ra từ trong những động quật này. Chương 776: Dưới lòng đất tĩnh mịch, bầy quái dị. Những âm thanh này khiến nơi đây tràn ngập một loại hoàn cảnh quái dị, giống như một mảnh ma cảnh. Người bình thường tới nơi này rất dễ dàng bị những thanh âm này ảnh hưởng, dần dần đi về hướng điên cuồng. Ngoài những thứ này ra, nơi này còn có rất nhiều thực vật không biết sinh trưởng. Những thực vật này đều là thực vật hung mãnh ăn thịt, thậm chí chúng nó sẽ bắt giữ tất cả sinh mệnh đi ngang qua nơi này. Sau khi Lý Thanh tới đây, hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh. Căn cứ thông tin tấm ngọc hoàn nguyên biểu hiện, nơi này là thông đạo đi thông dưới mặt đất. Đã từng có người lẻn vào dưới mặt đất, hoàn cảnh dưới mặt đất thay đổi nhiều, thậm chí có hoàn cảnh rừng rậm dưới mặt đất. Còn có một số sinh vật cổ xưa mà nguy hiểm. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập suy tư nhẹ nhẹ. Dưới chân tràn ngập ra người giấy vạn ảnh và người giấy bách ảnh, chúng nó bắt đầu nhanh chóng hướng về trong thông đạo mà đi. Những người giấy này nhanh chóng tìm kiếm con đường chính xác sâu trong lòng đất, Lý Thanh yên lặng chờ đợi. Thời gian đảo mắt đã trôi qua một ngày, ba con đường đã được hắn tìm ra. Ba con đường này đều không ngừng kéo dài xuống dưới. Bản thể của Lý Thanh nhanh chóng lợi dụng miếng ngọc, tìm ra được thông tin mà hắn muốn. Căn cứ mục tiêu hắn muốn đạt được, phương hướng địa hồn, hắn lựa chọn một cái thông đạo trung ương nhất. Thần minh của Lý Thanh xuyên qua từng cái thông đạo đi sâu vào trong lòng đất trăm trượng. Nơi này có một khe nứt to lớn, cái khe này kéo dài xuống phía dưới. Khe nứt này là nghiêng xuống phía dưới, Lý Thanh dẫm lên khe nứt, từng bước đi xuống phía dưới. Trong mắt hắn tràn ngập ánh sáng nhật nguyệt, ở dưới lòng đất tối tăm không ánh mặt trời này, quan sát tất cả xung quanh. Nơi này hoàn toàn tĩnh mịch, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một ít tiểu trùng, bốn phía tất cả đều là nham thạch cứng rắn. Ước chừng đi xuống phía dưới trăm trượng, dần dần, có một cỗ lực lượng thần bí không hiểu bao phủ bốn phía. Loại lực lượng này rõ ràng có quấy nhiễu cực lớn đối với pháp lực. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra đây chính là địa tử thần bí khó lường. Loại lực lượng này có tác dụng quấy nhiễu cực lớn đối với lực lượng của tu sĩ. Thảo nào trăm ngàn năm qua tu sĩ thăm dò dưới đất ít như vậy. Dưới ảnh hưởng của loại lực lượng địa tử này, chiến lực của tu sĩ không thể nghi ngờ sẽ bị suy yếu rất nhiều. Hơn nữa dưới đất này tinh khí thưa thớt, một khi pháp lực tiêu hao quá độ, không cách nào bổ sung, vậy thì xui xẻo lớn. Chả trách những tu sĩ đó không thích tới đây,
trừ phi vì thu thập một số thứ thiết yếu. Lý Thanh đã điều tra kỹ càng về thế giới dưới lòng đất thông qua miếng ngọc bản. Biết thế giới dưới lòng đất này vô cùng phức tạp, đặc biệt là hoàn cảnh địa mạo, từ lực ảnh hưởng sẽ hạn chế năng lực của tu sĩ rất lớn. Một cái không tốt sẽ dẫn phát vấn đề cực lớn, cho nên dưới mặt đất vẫn luôn là địa phương tu sĩ rất ít thăm dò. Trong lòng Lý Thanh lóe lên đủ loại tin tức liên quan tới dưới lòng đất, hắn cẩn thận đi tới. Tháo bỏ mũ không thể nhớ ra, tạm thời chỉ mặc giả thiên thần y. Thế giới dưới lòng đất một mảnh âm u, không có bất kỳ thanh âm nào, đi tới đi lui, đảo mắt cũng không biết đã qua bao lâu. Rất nhanh, phía trước khe hở tựa hồ xuất hiện một đạo ánh sáng. Nhìn thấy ánh sáng dưới đất, Lý Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Hắn nhanh chóng đi tới chỗ Quang Huy, một màn trước mắt để hắn thoáng có chút kinh ngạc. Trong mắt hắn xuất hiện một mảnh không gian trống trải mà to lớn. Độ cao của không gian này ước chừng khoảng 4-5 trượng, là một cái lỗ trống ở dưới mặt đất. Trên đỉnh sinh trưởng lượng lớn rêu phát sáng. Trên mặt đất, hắn thậm chí nhìn thấy một dòng suối nhỏ đang chảy xuôi, chảy về phương xa. Ánh mắt của hắn nhìn sang hai bên, khắp nơi đều là quái thạch lởm chởm, còn có các loại thạch nhũ, hoặc là treo ngược, hoặc là đứng thẳng, khiến nơi này nhìn qua xa hoa lộng lẫy. Lý Thanh hơi kinh ngạc, không ngờ dưới lòng đất lại có hoàn cảnh như vậy. Bỗng nhiên, phương xa truyền đến một ít thanh âm, tựa hồ có đồ vật gì đó đang chạy. Lý Thanh yên lặng đứng ở lối vào khe nứt, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy đó là thứ gì. Đó là một sinh vật tứ chi chạm đất, có một khuôn mặt giống người, hoặc là nói đó chính là khuôn mặt của nhân loại. Tóc tai bù xù, gầy trơ cả xương, nhưng tứ chi của hắn vô cùng thon dài, hơn nữa hành động như bay, cực tốc leo lên. Ánh mắt của hắn một mảnh đen kịt, trong mơ hồ có thể nhìn thấy trong. Ánh mắt màu đen của hắn tựa hồ có đồ vật gì đó đang lóe lên. Trên người hắn tràn ngập khí tức quái dị của chú cấp, lúc này dừng ở bốn phía khe hở, mũi của hắn tựa hồ đang ngửi cái gì. Lý Thanh kinh ngạc nhìn hắn, gia hỏa này hiển nhiên đã nhận ra cái gì, chỉ là không thể xác định sự tồn tại của nó. Thú vị! Lý Thanh giơ tay điểm một cái, lực lượng khổng lồ trong nháy mắt bùng nổ từ ngón tay của hắn, trực tiếp xuyên thủng đại não của đối phương. Trong nháy mắt, quái dị này ngã xuống đất tử vong, toàn thân mục nát cũng nhanh chóng biến thành một bãi nước đen. Một viên tinh khí thạch cấp chú rơi vào trong tay Lý Thanh. Nơi này tựa hồ là địa phương săn bắn tốt, quái dị hẳn là không ít. Rất nhanh hắn liền nghe được tiếng thét chói tai liên tiếp. Khạc 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 khạc, rắc rắc, tiếng ma sát quỷ dị vang lên. Một sinh vật đen nghịt từ thạch nhũ bên trái chui ra. Liếc mắt nhìn lại, số lượng của chúng chí ít có mấy chục con trở lên. Tất cả đều không khác quái dị đầu tiên bao nhiêu, tứ chi chạm đất, dáng người mảnh khảnh, di động như bay. Những thứ này rất nhanh đã đi tới cửa vào khe nứt, bọn họ vây quanh hóa thành quái dị đầu tiên của hắc thủy mục nát, phát ra thanh âm nôn nóng. Lý Thanh kinh ngạc phát hiện dường như chúng nó có ý thức quần thể nào đó. Đây là lần đầu tiên hắn gặp loại quái dị này. Trong đám quái dị này cường đại nhất là một con quái dị cấp hung, hình thể gấp 2 lần những quái dị khác. Đối mặt với những tài nguyên đưa tới cửa này, Lý Thanh tất nhiên là không chút do dự nhận lấy. Thân ảnh của hắn giống như hồ điệp, không ngừng xuyên qua trong những quái dị này. Bàn tay màu vàng nhẹ nhàng phất qua trên đầu của mỗi một con quái dị. Những quái dị này từng cái đầu nổ tung, ngã xuống đất tử vong tại chỗ. Kể cả quái dị hung cấp kia, đối mặt với sự tàn sát của Lý Thanh cũng không có cách nào. Bởi vì chúng nó thậm chí không cách nào nhận thức được nguy cơ đến từ nơi nào. Uy lực của giả thiên thần y đã có thần kỳ và khủng bố như thế. Vừa mới thu hoạch được mấy chục viên tinh khí thạch, Lý Thanh mang theo ý cười tiếp tục đi tới. Lúc này, miếng ngọc đã cho ra con đường chính xác, hắn đi về phía bên trái mảnh trống rỗng này. Độ rộng khoảng chừng 10 trượng, nhưng chiều dài vẫn luôn lan tràn. Đảo mắt đã qua gần nửa ngày, Lý Thanh đi dọc theo con đường này khoảng hơn 30 dặm, trên đường săn giết được hơn 200 con quái dị. Cường đại nhất thậm chí có một con quái dị cấp tai nạn đều dễ dàng chết ở trong tay hắn. Hắn cũng phát hiện những vấn đề quái dị này, những quái dị này đã tạo thành một hệ sinh thái đặc biệt. Cường giả thôn phệ kẻ yếu, mà kẻ yếu dựa vào thôn phệ các loại rêu thực vật để sống. Lý Thanh như đang suy tư, xem ra một khi quái dị dàn xếp ở cùng một chỗ thì sẽ hình thành hệ sinh thái của nội bộ. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí
truyệnđọcviệt.com. Chương 777, Thế giới dưới đất, thành thị thần bí. Cũng không phải hoàn toàn hủy diệt tất cả, sẽ hình thành sinh thái của mình. Như vậy suy ra, ở thế giới có chiều hướng cao hơn, thế giới do logic thống trị, chỉ sợ cũng có hệ thống sinh thái đặc biệt của mình. Nghĩ tới đây, Lý Thanh như có điều suy nghĩ, dường như có một chút nhận thức đối với thế giới cao cấp. Lý Thanh khẽ lắc đầu, tiếp tục đi tới. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh hắn đã đi tới cuối động quật dưới lòng đất này. Trước mặt hắn xuất hiện một con sông dài, đây là một con sông ngầm, chiều rộng ít nhất 10 trượng. Từ bên phải chảy xuôi sang bên trái, không nhìn thấy điểm cuối. Căn cứ theo ngọc bản suy tính, hắn cần di chuyển về phía hạ du dòng sông bên trái. Thả người nhảy lên, nhảy vào trong sông, theo dòng nước trôi xuống. Lúc này hắn hóa thành vô hình, nấp trong dòng nước. Nước sông lạnh thấu xương, nhưng cũng không có khí tức quái dị gì, là nước ngầm ngọt lành. Thuận nước mà xuống ít nhất hơn 10 dặm bên ngoài, một hồ nước cực lớn xuất hiện trong tầm mắt của Lý Thanh. Hồ nước này ít nhất sâu trăm trượng, rộng khoảng một cái liếc mắt nhìn không thấy điểm cuối. Lý Thanh vô cùng chấn động, đây quả thực là một biển ngầm thâm thúy. Hắn chậm rãi nổi lên mặt nước, khi hắn nhìn thấy phương xa, ánh mắt lộ ra vẻ rung động. Xuất hiện ở trước mặt hắn chính là một mảnh bầu trời tựa như tinh không. Trên đỉnh hồ cách mặt hồ ước chừng 20 trượng là một mảnh nham thạch, trên nham thạch hiện đầy vô số rêu phát sáng. Mà ở dưới ánh sáng nhàn nhạt này, phương xa là rừng cây rậm rạp phập phồng. Một luồng tinh khí nồng đậm bị Lý Thanh cảm nhận được, đó là tinh khí phát ra từ thực vật. Lý Thanh nhanh chóng tới gần nơi xa, rất nhanh hắn đã đến bờ hồ. Đạp trên bờ, dưới chân là bùn đất màu đen, trước mắt là một mảnh rừng rậm nguyên thủy nhấp nhô. Chỉ có điều cây cối ở đây vô cùng đặc biệt, phần lớn đều là cây cối có lá thông. Còn có đủ loại nấm lớn, phảng phất tiến nhập một mảnh thế giới kỳ huyễn. Nhưng những thực vật này đều là bình thường, cũng không xuất hiện hiện tượng dị hóa, tinh khí phát ra cũng là bình thường. Nơi này lại là một thế giới bình thường, một thế giới dưới lòng đất hoàn chỉnh. Cái này cũng quá thần kỳ. Ánh mắt Lý Thanh lộ ra một tia không thể tưởng tượng nổi. Ở kiếp trước từng lưu truyền câu chuyện thế giới địa tâm, mà bây giờ những chuyện xưa này tựa hồ biến thành hiện thực, chẳng qua là ở thế giới thần bí này. Lý Thanh cảm nhận được thế giới thần bí này, trong ánh mắt tràn ngập suy tư mờ ảo, ánh sáng mặt trời và ánh trăng hơi lấp lóe. Người giấy bách ảnh từ dưới chân hắn tràn ra, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm mục tiêu khả nghi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, trong mắt Lý Thanh lộ ra một tia khiếp sợ. Người, ánh mắt Lý Thanh hơi biến hóa, lóe lên rồi biến mất khỏi nơi này. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã đi tới ngoài 10 dặm. Ánh mắt của hắn khóa chặt một bóng người, đây là một người mặc áo khoác kỳ lạ. Trên người hắn có rất nhiều nhánh cây tạo thành áo khoác ngụy trang, trong tay nắm cung tiễn, bên hông dắt liêm đao, trên người tràn ngập một tia khí huyết tinh khí. Đây là một nhân loại bình thường, tựa như một võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh, đã đem khí huyết của mình tu luyện tới cực hạn, biến thành tinh khí. Nhưng đối phương niên kỷ chỉ có mười mấy tuổi, rõ ràng là một thiếu niên. Da của hắn hơi trắng bệch, trên người có một ít đồ án quỷ dị, trong ánh mắt sáng ngời có thần, cả người đều ở trong trạng thái cảnh giới. Thiếu niên này đang lặng lẽ tới gần một bóng lưng, đó là một con dã thú đang nằm nghỉ ngơi dưới tảng cây. Đây là một con dã thú nhìn qua có chút giống báo, chỉ là trên người có rất nhiều lân giáp. Thiếu niên hơi dựng cung tên lên, một tia khí huyết tinh khí tràn ngập thân thể. Xoát, mũi tên lập tức bắn ra, nháy mắt đã đánh trúng dã thú kia. Dã thú trực tiếp bị một mũi tên đâm ngã xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thiếu niên đột nhiên xông lên, tinh khí bao trùm ở phía trên hai nắm đấm, hung mãnh đập về phía đầu con dã thú này. Dưới sự công kích luân phiên, dã thú này còn chưa kịp chống cự đã không chống đỡ nổi, trực tiếp ngã xuống đất tắt thở mà chết. Thiếu niên một tay nhấc con dã thú lên, vác lên vai, nhanh chóng đi về phương xa. Lý Thanh đuổi theo hắn, chớp mắt đã qua nửa ngày. Thiếu niên này chỉ ít đi tới 30 dặm, sau đó đi tới trước một sơn động kỳ diệu. Bốn phía sơn động này đều bao trùm dây leo nhấp nhô, toàn bộ đều sinh trưởng gai ngược. Lúc này, hắn móc trong ngực ra một khối lệnh bài, những dây leo này bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, hơn nữa nhanh chóng lui bước, lộ ra sơn động phía sau dây leo. Thiếu niên tiến vào trong sơn động, Lý Thanh hóa thành vô hình, lặng lẽ đi theo sau lưng hắn. Lúc này hắn vẫn mặc một bộ y phục che thần,
cho dù có người nhìn thấy hắn cũng không chú ý đến hắn. Sau khi vào sơn động, Lý Thanh phát hiện nơi này là một thông đạo uốn lượn. Thông đạo một mực hướng về chỗ sâu kéo dài, đảo mắt đi qua chí ít trăm trượng khoảng cách. Một tiếng nổ kỳ diệu vang lên trong tai của hắn. Một màn nước xuất hiện ở phía trước, dao động kỳ lạ khiến Lý Thanh chú ý. Phong thủy đại trận. Hắn cảm ứng được màn nước phía trước, tràn ngập thủy thế cường đại. Đây là điều động phong thủy chi lực sinh ra hiệu quả. Lệnh bài trong tay thiếu niên tản ra hào quang kỳ diệu, màn nước rất nhanh mở ra một cái lỗ trống, hắn nhảy một cái liền ra ngoài. Lý Thanh lặng lẽ đi theo, đi xuyên qua màn nước với hắn. Sau đó, hắn nhìn thấy một nơi tựa như thế ngoại đào nguyên. Nơi này là một mảnh trống rỗng cực lớn, trung ương có một tòa thành thị cự đại, bốn phía thành thị là vô số ruộng đồng. Quy hoạch chỉnh tề, gieo trồng đủ loại khác biệt, và lại những cây trồng chưa từng thấy qua phần lớn đều là những thứ tương tự như nấm. Lúc này, thiếu niên rơi vào trong hồ sâu dưới màn nước, bơi qua bơi lại rất nhanh đi tới bờ. Lý Thanh nhìn về phía sau, bên trong sự đinh tai nhức óc là một thác nước khổng lồ. Thỉnh thoảng, bên trong thác nước có thể nhìn thấy có người nhảy ra, phần lớn đều mang theo con mồi. Thác nước tạo thành một vòng tròn, toàn bộ bốn phía đều trống rỗng do màn nước thác nước cấu thành. Mà hồ sâu dưới thác nước là một con sông thông suốt bốn phương, lượng lớn dòng nước tựa hồ cũng sẽ chảy về nơi không biết. Nơi này giống như là một tòa không gian bị nước phong kín, tràn ngập lực lượng phong thủy. Trong lòng Lý Thanh đã có dự cảm, xem ra nơi này có quan hệ với thời đại thượng cổ. Nhìn thành thị độc lập này, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia chờ mong. Hắn lóe lên một cái đã đi tới ngoài tường thành. Hắn phát hiện trên tòa thành thị này hiện đầy hoa văn phong thủy, khắp nơi đều có phong thủy bao trùm, trong thành thị cũng có lực lượng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm. Lý Thanh không tiến vào mà lợi dụng người giấy bách ảnh ẩn nấp trong bóng dáng mấy người ra ngoài săn bắn trở về, muốn theo bọn họ tiến vào thành thị. Chương 778, thành trại dưới mặt đất, luyện thể phong thủy. Lúc tiến vào cửa thành, có một cỗ lực lượng kỳ diệu tiến hành quét hình mỗi một người trở về. Cỗ lực lượng này rất cường đại, là một loại logic bắt nguồn từ thế giới, người giấy bách ảnh cho dù trốn ở mặt bóng tối, tựa như cũng không cách nào tránh thoát cỗ lực lượng này thăm dò. Tiếp theo một cái chớp mắt, toàn bộ người giấy bách ảnh tự hủy, cuối cùng cũng không có dẫn phát dị thường. Lý Thanh nhíu mày, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Nơi này phòng vệ rất nghiêm mật, lực lượng thăm dò lại trực tiếp là cấp bậc logic, người giấy bách ảnh của ta căn bản không thể tới gần. Thở ra một hơi thật sâu, suy tư thật lâu, hắn tập trung vào một thợ săn trung niên. Chư thiên văn minh Trường Hà vô thanh vô tức tràn vào trong tinh thần của hắn. Trong nháy mắt tiếp theo, người này đã bị tẩy não, trở thành tín đồ trung thành của Lý Thanh. Nam tử trung niên này tên là Hoàng Vĩ, đã sinh sống ở đây hơn 50 năm. Từ trong trí nhớ của đối phương, Lý Thanh cũng biết được đại khái nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nơi này là một trong những thành trại ngầm, theo tin tức Hoàng Vĩ biết được thì biểu hiện ra. Trước mắt hắn biết, dưới mặt đất thành trại đại khái có 3 cái, còn có nhiều hơn hay không thì hắn cũng không biết. Mỗi một tòa thành trại dưới mặt đất nhất định có một vị phong thủy sư, còn có một vị thành chủ. Phong thủy sư có thể điều động phong thủy đại thế, đó là bảo hộ cơ bản nhất của thành thị chú tạo. Thành chủ là tất cả mọi người cùng đề cử ra, dẫn đầu tất cả người trong thành thị này sinh tồn gian nan. Thành chủ nhất định là một trong những người có vũ lực mạnh mẽ nhất trong đám người, một khi trở thành thành chủ, liền có thể đăng cơ, làm vương, sau đó đạt được lực lượng cấm pháp nhân đạo, trở thành thành lũy cuối cùng của toàn bộ thành thị. Lý Thanh cảm nhận được cỗ lực lượng nguy hiểm ở ngoài thành, chính là nguồn gốc từ lực lượng cấm pháp của nhân đạo. Cỗ lực lượng này có thể áp chế hết thảy lực lượng siêu nhiên, bất kể là phong thủy đại sư hay là tu sĩ lực lượng, hoặc là quái dị tồn tại. Hết thảy lực lượng siêu việt hiện thực đều sẽ bị áp chế đến cấp bậc chân pháp. Nhưng chỉ có thể sinh ra hiệu quả trong thành thị, một khi rời đi sẽ mất đi hiệu quả. Từ đó tạo thành một khu vực bảo vệ tuyệt đối, nhân loại có thể dựa vào thân thể cùng vũ khí của mình giết chết hết thảy người xâm nhập. Trong tòa thành thị này có 10.000 người, cơ hồ người người đều là binh, mỗi người từ nhỏ đã muốn tu luyện luyện thể thuật. Chỉ có số rất ít người thông minh, mới có thể đi theo phong thủy sư học tập phong thủy chi đạo. Luyện thể thuật là thế giới tàn khốc dưới lòng đất này, nhân loại có thể nắm giữ, chỉ có 2 loại lực lượng siêu phàm. Đây là một loại công pháp vận chuyển khí huyết, thông qua không ngừng tu luyện,
ngưng tụ tinh khí của bản thân thành khí huyết. Tiếp theo lại dùng khí huyết không ngừng cọ rửa thân thể, để cho thân thể không ngừng trở nên cường tráng. Quá trình này không cần lo lắng dị hóa, bởi vì tất cả tinh khí đều bắt nguồn từ chính mình. Chỉ có điều phương thức tu luyện này cường tráng nhất, cũng chỉ có thể tu luyện tới cảnh giới chân pháp địch nổi, thân thể tu luyện ra cơ bản đi theo con đường kim cương bất hoại. Đây là trải qua ngàn năm, vạn năm diễn hóa, thông qua vô số lần thử nghiệm từng chút một tìm tòi ra. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, ghi chép lại luyện thể thuật. Sau khi ghi vào ngọc bản, luyện thể thuật cũng phát sinh một chút biến hóa chỉnh thể cũng không lớn, chủ yếu là trở nên càng thêm hoàn mỹ, rất nhiều chỗ mơ hồ, tựa hồ cũng được hoàn nguyên ra. Luyện thể thuật này rất là kỳ lạ, chỉ có hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trúc cơ. Thông qua 108 động tác khác nhau, thu thập tinh khí trong cơ thể, cuối cùng ngưng tụ ra một tia khí huyết. Khí huyết sẽ du tẩu huyết mạch toàn thân, thông qua không ngừng lớn mạnh, cuối cùng thay đổi tất cả huyết dịch toàn thân trở thành khí huyết, đến một bước trúc cơ này liền viên mãn. Giai đoạn thứ hai, khí huyết như rồng. Cấp bậc này, khí huyết sẽ quán thông toàn thân cốt tủy, trực tiếp cải biến năng lực tạo máu, đồng thời khí huyết xuyên ra, hóa thành huyết long cực nóng, thậm chí có thể khiến cho bản thân bộc phát ra nhiệt độ đốt cháy sắt thép. Đến cấp bậc này, tầng thứ hai liền viên mãn, bộc phát ra uy lực có thể so sánh với cảnh giới chân pháp. Đây là một phương pháp tu luyện hoàn toàn không có bất kỳ chú ngữ nào tham dự. Lại bởi vì tinh khí hoàn toàn là từ trong cơ thể bản thân tích lũy mà thành, cuối cùng sẽ không sinh ra bất kỳ dị hóa nào. Nhưng có một điều, mỗi khi đột phá một đại cảnh giới, vẫn sẽ có nguy hiểm xuất hành, lực lượng quá mức ngưng tụ cũng sẽ dẫn phát thiên cơ nhân quả thành lý. Lúc này, môn luyện thể thuật này đã xảy ra biến hóa, tên biến thành nhân đạo luyện thể thuật. Lý Thanh nhìn môn luyện thể thuật này, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Chỗ tốt lớn nhất của môn luyện thể thuật này là có thể phổ cập, nhưng phương pháp tu luyện này cũng có chỗ thiếu hụt. Khuyết điểm chính là muốn tu luyện đến cấp bậc khí huyết như rồng, cần dược vật chất lượng cao mới có thể để cho thân thể đạt được đầy đủ năng lượng. Đồng thời, một khi tu thành thân thể, khí huyết như rồng cũng nhất định phải có đủ năng lượng để duy trì, nếu không khí huyết sẽ dần dần trượt dốc, cuối cùng thoái hóa. Trước mắt trong thành thị này, người tu thành khí huyết như rồng dường như chỉ có thân vệ quân của thành chủ. Số lượng của bọn họ cũng không quá trăm người, đồ ăn đều là do đại sư phong thủy đặc thù chế tạo ra. Đây là một hệ thống thuần dựa vào vật chất trồng chất mà thành. Nhưng nếu như phổ cập, phối hợp quân trận có thể phát huy ra uy lực dị thường kinh người. Có thể trong thời gian ngắn sáng lập ra hơn trăm vạn đạo binh, thậm chí ngàn vạn cấp bậc. Nếu quả thật xây dựng loại đại quân này, nhân loại có lẽ có cơ hội lật ngược thế cờ. Nghĩ tới đây, hắn như có điều suy nghĩ, thông qua số lượng tuyệt đối, đánh vỡ lực lượng thượng tầng lũng đoạn. Không biết phong thủy của thành trại dưới mặt đất này phát triển đến mức nào. Lúc này Lý Thanh tràn đầy hứng thú với nơi này. Đây là nơi thoát khỏi sự giám sát của các đại đạo thống bốn vực Cửu Châu, nếu có thể sử dụng hiệu quả, sẽ có tác dụng cực lớn đối với mục tiêu tương lai của hắn. Rất nhanh, hắn khống chế được Hoàng Vĩ tiến nhập tòa thành thị thà gọi là thành thác nước này. Trong thành thị rất náo nhiệt, từng dãy nhà cửa chặt chẽ, chảy ra từng con đường. Mỗi con phố giao giới đều có một quảng trường nhỏ, đại lượng thiếu niên cùng đám trẻ con ra sức tu luyện. Mỗi người đều đang cố gắng tu luyện luyện thể thuật, đây là bảo đảm duy nhất cho tương lai bọn họ dựa vào để sinh tồn. Rất nhiều người săn bắn trở về đều vận chuyển con mồi trong tay đến phía đông thành thị, Hoàng Vĩ cũng không ngoại lệ. Nơi này có một kho hàng to lớn, rất nhiều phụ nữ đang ở chỗ này tiếp nhận con mồi, tiến hành các loại xử lý. Đây là một thành thị hoàn toàn xã hội hóa, giống như một nhà xưởng trật tự, nơi này không có bất kỳ giao dịch kim tiền nào, cũng không có thương nhân, mỗi người đều vì cuộc sống mà phấn đấu. Vì sinh tồn của cả thành thị, cống hiến cho mình mỗi một phần lực lượng. Tất cả hài tử đều có thể nhận được giáo dục giống nhau, cường giả sẽ trổ hết tài năng, tiến vào vệ đội thành chủ. Đó là lực lượng tinh nhuệ nhất trong thành thị, thời điểm thành thị gặp phải nguy cơ, bọn hắn sẽ xông lên phía trước nhất. Các bạn đang nghe chuyện kinh khủng tu tiên lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân Tại, thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 779, âm thanh trấn thành trại, ném sách dẫn ngọc. Hoàng Vĩ nộp con mồi, quay người bắt đầu lẳng lặng đi dạo trong thành thị. Lý Thanh thì thông qua tầm mắt của hắn,
cẩn thận quan sát cả tòa thành thị. Thành phố này không có phương tiện giải trí gì, hầu như mỗi người đều đang cố gắng tu luyện. Áp lực sinh tồn đã vượt qua tất cả. Thời gian chậm rãi trôi qua. Cả thành phố đều bị Hoàng Vĩ dạo chơi một vòng. Lý Thanh cũng nhìn thấy toàn cảnh của cả thành thị. Quản lý hoàn toàn quân sự hóa, xem ra áp lực sinh tồn của thành phố này không nhỏ. Từ trong trí nhớ của Hoàng Vĩ, hắn đã từng nhìn thấy thành thị bị xâm lấn mấy chục lần. Cơ hồ toàn bộ đều là quái dị, chúng nó đủ loại, có thực thể, có hư ảo, có chút thời điểm rất dễ dàng bị giải quyết, có chút thời điểm cần trả giá thật lớn. Thậm chí ngay cả quái dị logic bọn họ cũng từng gặp qua. Là một loại quái dị giống như bệnh truyền nhiễm, một khi bị tiếp xúc sẽ bị truyền nhiễm, sau đó trong vòng 3 ngày nhất định sẽ đột nhiên tử vong. Lúc ấy vì giải quyết loại quái dị này, phong thủy sư phát động phong thủy trận cực lớn tiến hành thanh lý, vượt qua 1/5 thị dân tử vong ở trong tràng tai nạn kia. Ngay cả lực lượng cấm pháp của nhân đạo cũng không thể ngăn cản được loại quái dị này. Đó đã là chuyện của 20 năm trước, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn gánh vác được. Sau khi Lý Thanh đi sâu vào trong thành phố này, biết được nhiều nhất chỉ có thể chứa được 1 vạn người. Mỗi khi đạt tới 1 vạn người, sẽ có một vị phong thủy sư học thành tài, dẫn 1.000 người đi tới bảo địa phong thủy mới, một lần nữa thành lập thành thị mới. Nhưng quá trình này rất nguy hiểm, trên đường có thể sẽ tử thương không ít người. Người có thể thành công thành lập thành thị cũng không nhiều, hơn nữa có một ít bởi vì cự ly xa xôi, không tiện liên hệ, cuối cùng thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi bất kỳ tin tức gì. Hiện nay đã biết, có thể xác định chỉ có 3 tòa thành thị, về phần còn có những cái khác hay không, ai cũng không biết. Sau khi hiểu rõ sơ bộ về nơi này, Lý Thanh đặt trọng điểm lên người phong thủy sư và thành chủ của thế giới này. Muốn để cho nơi này nhanh chóng phát triển, hình thành thế lực khổng lồ, nhất định phải thành lập liên hệ với những kẻ thống trị này mới được. Bọn họ loại hình thức chế độ thành bang phân tán này thật ra là bất lợi cho phát triển văn minh cao duy hóa hoàn chỉnh. Bọn họ cần có lực lượng cường đại hơn, ở thế giới dưới lòng đất này có thể chống đỡ được lực lượng quái dị mạnh hơn, mới có thể phát triển ra nhiều địa bàn hơn, nuôi dưỡng nhiều người hơn. Suy tư một lúc lâu, trong lòng Lý Thanh đã có quyết định, hắn dự định chính thức tiếp xúc với người của thế giới ngầm. Hắn đi qua con đường lúc đến, lặng lẽ không tiếng động trở lại thông đạo, hơn nữa ở lối vào thông đạo để lại dấu hiệu, đồng thời cũng cởi ra già thiên thần y, đặt ở trong túi chữ vật, do một người giấy vạn ảnh trông coi. Làm xong hết thảy, hắn lần nữa tiến nhập thông đạo, đi tới trước một màn nước. Hơi thúc động pháp lực, một đạo thanh âm vang dội hướng về trong màn nước truyền bá. Thành chủ thành Bộc Bố có ở đây, tại hạ Lý Vô Danh, đến đây bái kiến. Thanh âm vang dội, trong thời gian ngắn ngủi liền vang vọng toàn bộ trong thác nước động quật. Thác nước thành lập tức trở nên khẩn trương, tất cả mọi người tiến nhập trạng thái cảnh giới. Một vị nam tử trung niên khoảng 40 tuổi, trên người mặc một thân chiến giáp hơi hoa lệ, bên cạnh đi theo một vị lão già hơn 70 tuổi. Hai người bọn họ đi tới trên tường thành, ánh mắt nhìn về phía 4 phía thác nước, thanh âm đúng là từ nơi đó truyền đến. Sắc mặt nam tử trung niên ngưng trọng, nhìn lão giả bên cạnh. Đại Vu sư, ngươi xem ra là ai? Ánh mắt lão giả ngưng trọng, thanh âm có thể xuyên thấu đại trận phong thủy, ít nhất là tu sĩ cảnh giới thần hồn trở lên. Tình huống rất phiền phức, hơi không đúng, có thể sẽ có tai họa ngập đầu. Trừ khi có thể dẫn vào trong thành, mới có thể giết chết hắn. Nghe nói như thế, trên mặt thành chủ thác thủy thành lộ ra một tia ngưng trọng. Có cơ hội thì lừa hắn vào trong thành. Ánh mắt thành chủ thác nước lộ ra một tia sát cơ. Một khi thất bại, chỉ sợ tất cả chúng ta đều phải chết. Trước tiên xem hắn muốn làm gì đã. Thành thị nhanh chóng giới nghiêm, mỗi người đều đi tới cương vị của mình. Chỉ thấy trong tay đại vu sư nắm quyền trượng, nhẹ nhàng điểm một cái, thác nước phía trước chậm rãi mở ra một khe hở. Lý Thanh nhìn màn nước trước mắt mở ra, thoải mái bước ra. Hắn có thể cảm giác được một cỗ thế nước sông núi trong nháy mắt bao phủ 4 phía của mình, chỉ cần hắn hơi có động tác, sẽ giống như bàng bạc lực áp xuống. Lý Thanh đương nhiên biết đối phương mở bình chướng cho hắn vào là muốn hắn chủ động tiến vào sân nhà của đối phương, đến lúc đó đối phương có thể nắm quyền chủ động. Nhưng đối phương không hiểu thủ đoạn của hắn, có vào được hay không đối với Lý Thanh mà nói, cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Lý Thanh nhanh chóng đi tới dưới tường thành, một luồng sức mạnh kỳ diệu đã bao phủ hắn. Trong nháy mắt, hắn chậm rãi bay lên, đến vị trí đỉnh tường thành, chính diện đối lập với thành chủ của thành thác nước.
chỉ nghe thành chủ của thành Hồng Thủy bình tĩnh nói, không biết các hạ đến đây có chuyện gì. Hệ thống ngôn ngữ của thành thác nước không chênh lệch nhiều so với con người trên mặt đất, Lý Thanh mỉm cười nói. Ta tới đây là muốn bàn một vụ giao dịch với các ngươi. Giao dịch? Giao dịch gì? Trong lòng thành chủ thành thác nước hiện lên một tia nghi hoặc. Ánh mắt bất động thanh sắc nhìn đại vu sư bên cạnh, trong mắt đối phương tựa hồ cũng có một tia kỳ quái. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, có chỗ nào yên tĩnh hay không chúng ta có thể nói chuyện. Thành chủ thành thác thủy thành nhìn thoáng qua đại vu sư, đối phương khẽ gật đầu. Được, nơi đó có một khu nghỉ ngơi, chúng ta tới đó chứ. Quyền trượng trong tay đại vu sư điểm nhẹ một cái, một cỗ lực lượng thần bí trong nháy mắt bao phủ bọn họ. Ba người đi về phía xa, rất nhanh đã rơi vào một khối núi nhỏ phía đông thành thị. Đỉnh ngọn núi nhỏ này cực kỳ trơn nhẵn, xây dựng một lương đình nho nhỏ. Ba người dừng lại ở nơi này, chỉ nghe thành chủ bộc bố nói, bây giờ các hạ có thể nói rồi chứ. Lý Thanh nhìn xung quanh một chút, trên mặt lộ ra một tia ý cười nhàn nhạt, có thể. Nói xong hắn từ trong ngực móc ra một quyển sách, vừa mới viết xong. Vung tay lên, nhẹ nhàng bay về phía thành chủ thác bộc thành. Thành chủ vô cùng cảnh giác, trong tay tràn ngập ra một mảnh khí huyết quang huy, trong nháy mắt tiếp được quyển sách chắc này. Khi hắn nhìn thấy bìa quyển sách này, trên mặt lộ ra một tia khiếp sợ. Đây là nội dung mà bọn họ viết bằng văn tự, nhân đạo luyện thể thuật. Hắn nhanh chóng cẩn thận quan sát, đọc nội dung trong sách, ánh mắt lộ ra một tia rung động. Làm sao có thể? Xuất hiện trong mắt hắn là một hình ảnh không thể tưởng tượng nổi, một công pháp tu luyện hoàn toàn tương tự với luyện thể thuật của bọn họ. Thậm chí so với hắn tu luyện luyện thể thuật còn hoàn mỹ không sứt mẻ hơn. Đại vu sư ở bên cạnh lúc này cũng nhìn thấy nội dung, trên mặt cũng lộ ra thần sắc không thể tưởng tượng nổi. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lý Thanh trước mắt. Chương 780, thu hoạch tín nhiệm, tiến vào thư khố. Chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy vấn đề trong đó. Môn công pháp này miêu tả rất nhiều chi tiết, so với công pháp bọn hắn tu luyện còn muốn tinh tế hơn. Cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện của bọn họ sẽ nhanh và tinh chuẩn hơn. Luyện thể thuật của bọn họ vốn là một thiếu niên bình thường, từ khi bắt đầu tu luyện ít nhất cần 5 năm thời gian đặt nền móng, mới có thể chân chính ngưng tụ khí huyết, trở thành một binh sĩ đủ tư cách. Muốn luyện đến trúc cơ đại thành, dưới sự phối trộn của thức ăn phong phú cũng cần thời gian 10 năm. Về phần tầng thứ hai, khí huyết như rồng, ngoại trừ vật tư cũng cần thiên phú, muốn tu thành ít nhất phải 20 năm, về phần đạt tới đỉnh phong, không có 5-60 năm căn bản không có khả năng. Đừng thấy hắn hiện tại hơn 40 tuổi, tuổi của hắn đã vượt qua 100 tuổi. Sau khi xem xong quyển nhân đạo luyện thể thuật này, hắn có nắm chắc ở trên cơ sở hiện tại, trong thời gian ngắn càng tiến thêm một bước. Thở ra một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn tràn ngập ra hàn quang. Lý tiên sinh làm vậy là có ý gì? Thành chủ thác nước sắc mặt ngưng trọng nói. Thể hiện thành ý và năng lực của ta trước. Quyển nhân đạo luyện thể thuật này là sản phẩm sau khi căn cứ vào thuật luyện thể của các ngươi tiến hành khắc sâu hơn. Chắc hẳn ngươi cũng nhìn thấy uy lực của nó, cho dù là một thiếu niên bình thường, chỉ cần tu luyện một năm, nhất định có thể ngưng tụ, khí huyết. Hơn nữa tài nguyên tiêu hao cũng sẽ càng ít, bồi dưỡng càng nhiều cường giả sẽ trở thành khả năng. Thực lực của các ngươi ít nhất có thể tăng lên gấp mấy lần trong thời gian 10 năm. Không sai, bản luyện thể thuật này quả thật rất lợi hại. Thành chủ bộc bố trịnh trọng nhẹ gật đầu. Hiện tại ta đã thể hiện thành ý, tiếp theo chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng. Đại vu sư ở bên cạnh chậm rãi nói, tiên sinh mời nói, chúng ta rửa tai lắng nghe. Lúc này, hai người đều cảm giác được vị tu sĩ thần bí trước mắt này tựa hồ không có ác ý gì. Hai vị có biết tình huống mặt đất bây giờ là thế nào không? Đại vu sư cùng thành chủ thác thủy thành lắc lắc đầu, không biết, chúng ta chưa từng đi qua. Lý Thanh mỉm cười, mặt đất hiện tại vô cùng hỗn loạn. Lý Thanh nhanh chóng nói kết cấu đại thể của mặt đất hiện tại cho bọn họ. Đồng thời lục đạo phong thần thần bí khó lường cũng tiết lộ một chút tin tức cho bọn họ. Trong lòng hai người đều rung động mạnh, bọn họ không ngờ thế giới bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện kinh khủng như vậy. Tuy rằng thế giới dưới lòng đất cách mỗi 3.300 năm dường như cũng có một hồi náo động, nhưng mỗi một lần bọn họ đều dựa vào phong thủy đại trận và nhân đạo cấm pháp, bảo vệ hỏa chủng của bọn họ. Quái dị sẽ biến mất với quy mô lớn sau một thời gian nhất định. Trước kia bọn họ vẫn không biết nguyên nhân là gì, nhưng bây giờ bọn họ đã hiểu.
thành chủ Thác Thủy Thành trầm tư thật lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn Lý Thanh. Các hạ nói cho chúng ta biết những chuyện này, không biết là vì cái gì. Trên mặt Lý Thanh lộ ra nụ cười, bởi vì các ngươi là nhân loại chính thống, ta đã nhìn thấy một chút hy vọng trên người các ngươi. Ta hy vọng các ngươi có thể ở dưới mặt đất này, cố gắng hết sức tích góp lực lượng. Toàn lực phát triển phong thủy và khí huyết tu luyện, cứ cách một khoảng thời gian sẽ giao thành quả nghiên cứu của các ngươi cho ta. Sau đó ta sẽ tiến hành trải chuốt thành quả của các ngươi, sửa chữa sai lầm trong đó. Cuối cùng, phát triển ra một bộ phương pháp tu luyện khác hẳn với tiên đạo, tích lũy ra lực lượng đủ phản kháng tiên đạo ở dưới lòng đất này. 10 vạn năm sau, tương lai có thể dẹp loạn, quét sạch toàn bộ tiên đạo, một lần nữa đoạt lại thế giới vốn thuộc về nhân loại. Nghe Lý Thanh nói, trên mặt Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành lộ ra vẻ không thể tin. 10 vạn năm, chẳng lẽ ngươi có thể sống 10 vạn năm? Lý Thanh mỉm cười, 10 vạn năm chỉ là khởi đầu mà thôi, ta thậm chí có thể sống đến 100 vạn năm, 1000 vạn năm. Ta có thời gian vô hạn, có thể chờ đợi một chút cơ hội. Dưới sự hợp tác của chúng ta, thành thị tương lai của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng an toàn, lực lượng của các ngươi cũng sẽ càng ngày càng mạnh mẽ. Nói xong, trong tay hắn xuất hiện quyển thư tịch thứ hai. Quyển sách này dày gấp 10 lần quyển thứ nhất, ước chừng hơn 300 trang. Đây là phần thành ý thứ hai của ta, phong, thủy, quy. Là tất cả những tác phẩm phong thủy có thể thu thập được trên mặt đất trước mắt. Chắc hẳn vị phong thủy sư này nhất định sẽ rất thích. Ta hy vọng các ngươi có thể không ngừng tiến hành nghiên cứu phong thủy nguyên và nhân đạo luyện thể thuật. Đem chúng nó đẩy lên cấp bậc cao hơn, thậm chí tương lai chống lại cấp bậc của tiên. Đại Vu Sư nhìn phong thủy bay về phía trong tay mình, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Hắn cẩn thận lật xem, bên trong có vô số nội dung, mỗi một loại đều làm cho hắn mở rộng tầm mắt. Thậm chí rất nhiều thứ hắn chưa từng học tập, nhưng không thua nội dung bản thân hắn học. Hiện tại các ngươi có hứng thú hợp tác với ta không? Lý Thanh thản nhiên cười, Đại Vu Sư và thành chủ Thác Thủy Thành liếc nhau một cái, bọn họ đã hoàn toàn công nhận sự tồn tại của Lý Thanh. Loại bảo điển cấp bậc này, không có ai vô duyên vô cớ lấy ra. Bọn ta đồng ý hợp tác với ngươi. Được, hiện tại ta cần các ngươi triển lộ thành ý. Ta muốn nhìn một chút, tất cả tri thức các ngươi thu thập được ở dưới mặt đất này. Thác nước thành chủ cùng Đại Vu Sư liếc nhau một cái, chỉ nghe Đại Vu Sư nói. Được, với phong thủy chi đạo của Lý Tiên Sinh, muốn loại trừ thập phương thác nước của chúng ta cũng không phải chuyện khó khăn gì. Ta tin Lý Tiên Sinh sẽ không có ác ý gì. Đại Vu Sư sau khi xem qua phong thủy kinh, đã khắc sâu vấn đề trong đó. Bọn họ căn bản không có thứ gì đáng để Lý Thanh ngấp nghé. Tất cả nguy hiểm và tham lam đều nổi lên từ lợi ích, khi không có lợi ích, đối phương căn bản không cần có mục đích gì đối với bọn họ. Chẳng mấy chốc Lý Thanh đã xuất hiện ở chỗ sâu trong thành thác nước. Dưới sự dẫn dắt của Đại Vu Sư cùng thành chủ Thác Thủy Thành, bọn họ đi tới một gian thạch điện thật lớn ở trung tâm thành thị. Nơi này là chỗ ở của Đại Vu Sư cùng thành chủ thác nước thành, cũng là chỗ bọn họ làm các loại công vụ. Rất nhanh bọn họ đã đi tới một gian cung điện đặc biệt, nơi này ở phía dưới đại điện, có một bố cục phong thủy hoàn toàn ngăn cách, là cùng phong thủy đại trận bên ngoài kết nối cùng một chỗ. Diện tích mật thất dưới mặt đất cũng không lớn, ngang dọc không quá 5 trượng, từng dãy giá sách được đặt chỉnh tề trên đó. Nhưng những cuốn sách này dường như được chế tạo từ chất liệu kỳ lạ nào đó. Chỉ nghe Đại Vu Sư thanh âm trầm thấp nói chất liệu của những cuốn sách này đều là lợi dụng một loại da nấm đặc thù của thế giới ngầm chế tác. Đây là một loại nấm tên là nấm ngàn năm, da của nó ngàn năm không mục nát, hơn nữa có thể bị chế thành vô cùng mỏng, từng tầng là công cụ chúng ta dùng để ghi chép tri thức. Tất cả tri thức ngươi muốn đều ở trong gian điện này, bao hàm khí huyết tu luyện chi đạo và phong thủy mà chúng ta không ngừng tìm tòi. Các bạn vừa nghe xong tập 78 của bộ truyện kinh khủng Tu Tiên Lộ của tác giả Đầu Ngận Đại Đích Tê Quân tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.